Xin chào quý vị phụ huynh và các em nhỏ. Vậy là mong chờ mãi thì mùa hè cũng đến để chúng mình có thể thỏa sức vui chơi và những thứ tuyệt vời hay ho. Để dịp hè trở nên thật đáng nhớ, ngoài những bộ môn nghệ thuật rất phong phú và hấp dẫn, Solab đã thiết kế một khóa học đặc biệt hội họa cơ bản dành cho các bạn từ 5 đến 8 tuổi để cho các con có thể tiếp cận và trải nghiệm với bộ môn nghệ thuật tạo hình. Khóa học chỉ với 15 buổi nhưng các bạn nhỏ sẽ vô cùng bất ngờ vì được trải nghiệm các chất liệu hội họa khác nhau. Với nhiều năm kinh nghiệm sư phạm và đặc biệt áp dụng giáo trình hội họa của Đức và Mỹ, các thầy cô Solab luôn luôn khuyến khích các bạn nhỏ tư duy và sáng tạo, bởi mỗi một bạn là một cá tính riêng. Quá trình dạy và học đong đầy cảm xúc, niềm vui và sự sáng tạo luôn là cái đích mà Solab hướng đến. Trong khóa học, các con sẽ được học 6 nội dung cơ bản. Đầu tiên là hình họa, sẽ được sử dụng các công cụ vẽ hình khác nhau, các đường nét ngoằn ngoèo, gãy khúc, chấm điểm, đậm, nhạt. Các con sẽ tạo hình chuyển động, chú trọng các mảng hình, tái hiện cảm giác, trải nghiệm trí tưởng tượng, những câu chuyện, trò chơi hoặc những sự kiện đặc biệt. Thứ hai là về hội họa và màu sắc, các con sẽ phân biệt được màu gốc, màu thứ, sự tương phản của màu, độ đậm, nhạt của màu và quan trọng nhất là biết vận dụng màu sắc để thể hiện cảm xúc của mình. Kỹ thuật in ấn sẽ mở rộng khả năng biểu đạt mỹ thuật của trẻ. Trẻ được thể nghiệm với các phương pháp in đơn giản như sử dụng quả bóng bay, lá, vân tay, bàn tay, sử dụng các mẫu in có cấu trúc bề mặt hoặc hình dạng hấp dẫn. Lắp ghép và tạo khối. Với bài tập lắp ghép và tạo khối sẽ tạo nên những kinh nghiệm cơ bản đầu tiên về tạo hình không gian ba chiều. Các em sẽ được tạo hình với bề mặt đầy trí tưởng tượng, rèn luyện từ kỹ năng thô đến kỹ năng tinh. Sẽ được tiếp xúc với đất nặng. Đây là một chất liệu tuyệt vời để các bạn có thể cụ thể hóa trí tưởng tượng của mình thành những tạo hình vô cùng đa dạng và phong phú như thế này. Thứ sáu là chúng mình sẽ được làm quen với các chất liệu vải, sợi hay là len. Từ những sợi len đầy màu sắc như thế này hay là từ cái khung rất là đặc biệt thì chúng mình có thể kết thành những sản phẩm rất là màu sắc như thế này để có thể ứng dụng vào làm thành những cái lót ni hay là những bộ quần áo cho búp bê chẳng hạn. Và rất nhiều những sản phẩm tuyệt vời phía trước đang chờ chúng mình ở khóa học này. Tiếp cận các chất liệu khác nhau và những thử thách giúp cho trí tưởng tượng của trẻ phát triển một cách tự nhiên nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm lớp học thú vị này tại khóa học của Son nhé. Hẹn gặp lại.